Hello, chào mọi người đã quay lại với kênh Văn Bác Hào. Ở video này, Văn sẽ hướng dẫn cho mình làm đó chính là món kem trà sữa trân châu đường đen. Để có được một ly kem dẻo mịn và không chảy như thế này thì không khó chút nào đâu mọi người ơi. Chỉ cần lưu ý vài tip thôi. Và kem dẻo mịn, thơm béo bùi. Và điều quan trọng để làm kem này là không sử dụng một máy móc nào hết. Nó sẽ tiện cho các chị nào ở nhà có thể tự mình làm một mẻ kem cho gia đình, vừa an toàn không phẩm màu mà lại ngon, bổ và rẻ nữa đó. Nguyên liệu gồm có như sau, gồm có trứng, đường, mạch nha, sữa và cream. Và không quên sử dụng trà nữa. Ở đây Văn sử dụng đó là trà thái xanh. Mình có thể sử dụng trà ô long hoặc trà thái đỏ hoặc bất kỳ một trà nào mình thích cái mùi đó nha. Chúng ta sẽ cho trà vào trong sữa khuấy đều lên và đem đi bỏ vào trong lò vi sóng. Nếu bạn không có lò vi sóng cũng đừng lo, mình có thể nấu sôi cái sữa này lên là được rồi. Và sau đó sẽ trộn hỗn hợp lòng đỏ trứng và đường lại với nhau. Cho đường vào và đánh tan đường ở lòng đỏ trứng. Cũng không cần đánh nhiều quá đâu, chỉ cần trộn đều là được rồi mọi người ơi. Và để mà có kinh nghiệm làm, để mà chia sẻ cho mọi người thì Văn cũng làm rất là nhiều rồi, rất là nhiều lần rồi. Và hy vọng là mọi người sẽ cùng làm với Văn để thành công nha. Đây là sữa sau khi mình ủ trà xong và nó còn ấm ấm. Mình sẽ đổ cái này vào trong hỗn hợp lòng đỏ trứng của mình luôn. Nếu bã trà của mình quá nhiều thì mình nên lọc cái bã trà ra bớt nha. Và cái trà này là trà thái xanh cho nên màu nó rất là xanh luôn, chứ không phải là trà xanh đâu nha mọi người. Mùi cực kỳ thơm luôn. Và sau khi xong thì chúng ta cũng đánh đều cái hỗn hợp này. Lúc sữa còn ấm thì mình nhanh tay khuấy đều trứng để trứng nó chín và nó tan hết ở trong cái phần trà sữa của mình nha. Với cái lượng mà Văn cho ở trên, nếu bạn nào không ăn ngọt thì mình có thể bớt đường xuống cũng được. Nhưng lưu ý là không được bớt quá 30% của cái lượng công thức mà Văn đã cho. Bởi vì nếu mà bạn bớt ít quá thì cái kem của mình nó sẽ bớt đi cái độ dẻo mịn. Và tiếp tục Văn sẽ cho thêm đường mạch nha hoặc đường gluco. Đường này cũng giúp cho cái phần kem mình nó sẽ dẻo hơn và ít bọt khí hơn. Và lưu ý là mình chỉ khuấy cho tan hết thôi. Và lúc sữa còn ấm thì đường mạch nha nó sẽ dễ tan hơn, cho nên thao tác lúc này mọi người nên nhanh nha. Đúng là làm một vỉ kem không khó đâu các bạn. Như vậy là kem của mình sắp hoàn thành rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ để vào trong tủ lạnh để cho cái hỗn hợp này mát. Và chúng ta sẽ cho whipping cream vào. Và đây là hỗn hợp đá và muối bên ngoài để giúp cho cái hỗn hợp kem trong quá trình mình khuấy đá nó sẽ được dẻo và mịn hơn và mau lạnh hơn. Nếu mà bạn biết á, cái kem của mình mà để tủ lạnh không thì kem của mình nó sẽ bị đông thành dâm đá. Với cách khuấy này thì các bạn sẽ làm cho kem của mình nó sẽ dẻo nè, mịn nè và lạnh từ từ nè. Kem cực kỳ dẻo luôn, đảm bảo các bạn sẽ thích. Cho vào và chúng ta cứ khuấy vậy nha. Khuấy thì nó sẽ dự là hơi mỏi tay một tí. Nhưng mà theo Văn thấy thì để mà có được một cái thành phẩm ngon thì mình chịu cực xíu cũng được, đúng không? Nếu mà chị nào đang xem một bộ phim nào đó thì mình có thể vừa xem phim vừa khuấy cái này cũng được. Tại vì nó không cần tốn công nhiều, mình chỉ khuấy chậm thôi. Và khuấy đều tay là được. Bên ngoài nó sẽ dẻo từ từ ở bên ngoài nha. Trong quá trình các bạn làm á, mà mình thấy nếu mà cái phần kem của mình sao mà khuấy hoài nó không đông thì mình nên tăng cái lượng muối ở bên ngoài lên. Bởi vì muối sẽ giúp giữ nhiệt của cái phần nước đá bên ngoài và hạ xuống nhiệt độ thấp. Để cho khi mà mình làm á, thì cái kem nó sẽ dễ đông hơn. Cho nên là nếu mà muối càng nhiều thì mình sẽ sử dụng cái phần đá của mình nó sẽ lâu tan hơn và cái kem của mình nó cũng làm nhanh hơn đó. Ui chua cha, khuấy là lúc này là rất là mỏi tai luôn á mọi người. Nhưng mà không có dám buông cái thố kem ra. Bởi vì mình mà buông cái thố kem ra thì nó sẽ bị đông bên ngoài mà bên trong nó lại không dẻo nha. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Văn Bác Hào, đừng quên nhấn like và subscribe kênh Văn Bác Hào nhé. Bởi vì mỗi một ngày Văn đều cho ra những clip mới, học những cái tip nấu ăn nè, những cái tip làm bánh nè, rất là đơn giản cho mọi người, để mọi người ở nhà cho dù bất cứ đâu mình cũng có thể làm được. Và
Nếu bạn đã thành công với món kem hoặc bất kỳ một món nào mà Giang hướng dẫn, đừng quên comment bên dưới. Và cho dù bạn chưa làm đi chăng nữa, bạn đã bị những cái lỗi gì và bạn muốn khắc phục những lỗi đó, hãy comment bên dưới để Văn có thể chỉnh sửa những cái lỗi sai của mình. Văn sẽ giúp mọi người từ một người chưa biết gì về bếp sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Và nãy giờ lời Văn quậy cũng khoảng tầm hơn nửa tiếng rồi á mọi người. Mọi người thấy kem bắt đầu dẻo nè. Tại vì trong cái thời gian quậy lâu quá thì cho nên là Văn cũng không có mà để cho mọi người chờ lâu nữa. Và đó, khi mà cái kem này mình thấy là bên ngoài này nó rất là cứng, bên trong thì nó dẻo dần. Bây giờ mình ăn á, thì nó sẽ giống như kem tươi, kem mềm mềm, xốp xốp vậy đó mọi người. Nhưng mà Văn thì Văn thích kem cứng hơn. Cho nên là cái kem này Văn sẽ vét ra ngoài và để vào trong một cái hũ. Mình để vào trong tủ lạnh á, mình để trên ngăn đá á, thì mình sẽ ăn dần được. Và lúc mà khuấy cái này thì mình nên không nên cho hết một lần hỗn hợp như vậy nha. Mình sẽ cho từng chút một thôi. Bởi vì mình khuấy như vậy thì nó sẽ hơi cực một tí. Nhưng mà được cái thành phẩm nó sẽ đảm bảo hơn, kem nó sẽ lâu chảy hơn, mềm hơn và dẻo hơn nữa. Tại sao mình không thử đúng không? Thì nếu mà bạn thích thì bạn có thể bắt tay vào làm ngay những cái món này. Bởi vì cái món này nguyên liệu rất là dễ tìm ở chỗ các bạn luôn. Và mình hoàn toàn có thể mua tất cả những cái này ở trong siêu thị. Đây, bây giờ Văn sẽ vét thử một tí ở ngoài cái thành cho mình nha. Mình coi nè, đó cái kem nè, thấy chưa, mình thấy cái kem dẻo chưa, đó kem rất là dẻo luôn á mọi người. Kem ngon nữa. Đó, mình cứ tiếp tục mình khuấy vậy ha. Nếu mà bạn thích cái độ dẻo này rồi thì mình có thể cho vào tủ đông. Với Văn thì Văn sẽ thích cứng hơn và Văn sẽ khuấy tiếp tục. Khuấy khoảng chừng 5 phút nữa là được rồi đó mọi người ơi. Cái tip để mà làm cái phần này thêm nhanh hơn nữa là tất cả những cái dụng cụ mà bạn khuấy kem á, bạn nên để hết vào trong tủ đông. Thì cái phần đồ này nó sẽ lạnh hơn và mình khuấy kem nó cũng đông nhanh hơn nữa. Do là cái mẻ đầu Văn làm á, thì Văn không có để tủ lạnh. Nhưng mà ở mẻ sau á, thì những cái đó Văn đều để tủ lạnh hết. Và Văn thấy là cái thời gian nó cũng rút ngắn hơn. Thì cái thời gian Văn làm thì nó khoảng tầm từ 20 cho tới 25 phút cho một mẻ thôi. Và mình thấy là cái thời gian nó tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Và đó, thấy chưa, cái kem cực kỳ dẻo luôn á mọi người. Dẻo cứng, dẻo mịn luôn á. Đó, mình lấy cái muỗng mình múc lên một tí cho mọi người xem thử ha. Wow, amazing. Kem rất là dẻo luôn á. Ngon số 1. Bây giờ Văn sẽ đem kem bỏ vào trong thẩu nha. Và mình có thể ăn liền cũng được. Hoặc là mình có thể để vào trong tủ lạnh. Để khoảng tầm 4 tiếng sau thì mình ăn thì nó sẽ ngon hơn nữa đó mọi người. Đó, mọi người thấy cái lớp kem dẻo mịn chưa? Và kem sau khi để tủ lạnh 4 tiếng là mọi người mình thấy là cái màu nó sẽ sậm hơn. Và mình sẽ múc cái kem này ra. Ôi chà, cứng quá. Và mình sẽ múc cái kem này ra và thành viên ha. Và sau đó mình sẽ để lên trên bánh mì hoặc ăn với lại trân châu đường đen cũng được. Và ở clip sau Văn sẽ dạy cho mình làm thế nào để làm được những viên trân châu đường đen mềm dẻo và thật là ngọt liệm luôn. Ui, cái mỗi lần mà làm cái món bánh mì kem này á thì Văn lại nhớ tới tuổi thơ mọi người ơi. Mình chỉ cần bỏ kem nè, xong rồi mình cho sữa đặc, cho siro và sau một ít đậu phộng lên nữa. Thiệt là tuổi thơ ù về luôn á. Ngày xưa hả, bán cái kem này đầy đường luôn mà bây giờ tìm không thấy. Cho nên là mình phải quyết định mình phải tự làm như thế này để tìm ăn đó mọi người. Thiệt là ngon luôn á. Nghĩ tới thôi là đã thèm rồi. Bây giờ mình cắn vào ha. Kem thì lạnh lạnh, bánh mì thì thơm thơm. Trời ơi, trong cái nắng nóng của mùa hè này thì ui cha, kem lạnh còn gì bằng nữa mọi người ơi. Mình bắt tay vào làm để mình có những cái món ngon tuyệt vời này cho gia đình nha.